Hi, xin chào tất cả các bạn nhé. Chào mừng các bạn đến với lại video tiếp theo của team HTD Research và mình là Minh Tiến. Như các bạn đã thấy thì ở trong khoảng thời gian vừa rồi thị trường chúng ta nhắc tới Bitcoin khá là nhiều. Đặc biệt đó chính là sự kiện Bitcoin ETF Spot đúng không các bạn? Tâm điểm của thị trường ở trong khoảng thời gian vừa rồi thì đặc biệt dành cho Bitcoin. À, nhưng mà có lẽ cái sự kiện Bitcoin ETF Spot là một sự kiện thực sự lớn như vậy. Nó đã làm cho những nhà đầu tư trong thị trường crypto này à, có vẻ như là chúng ta quên mất đi là còn một cái đồng coi đúng không ạ có vốn hóa đứng thứ hai trong thị trường crypto này chỉ sau bitcoin đó chính là eth và cái tiềm năng tăng trưởng của eth ở trong khoảng thời gian sắp tới vẫn khá là nhiều và trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về một số những cái sự kiện và cái tiềm năng của eth ở trong khoảng thời gian sắp tới các bạn nhé về cá nhân mình thì mình vẫn view các bạn ạ eth có thể là ở trong cái giai đoạn uptrend có thể lên tới là 15.000 đúng không các bạn 10.000 thậm chí là 15.000 usd là điều hoàn toàn có thể xảy ra các bạn nhé các bạn trở ngược lại quá khứ ở năm 2021 khi mà thị trường chúng ta tạo đỉnh các bạn thời điểm đó là thời điểm mà thị trường ta bước vào uptrend đấy thì các bạn thấy được rằng là BTC đã có một sự tăng trưởng thực sự ngoạn ngược và đã tạo được cái đỉnh cũng khá là cao vào năm 2021 đó là lên tới dặm à? 5.000 USD các bạn ạ. đã lên tới cái mức đó là 5.000 USD ở trong khoảng thời gian vừa rồi là trong khoảng thời gian năm 2021 các bạn ạ. và các bạn thấy rằng là nó bắt đầu tăng trưởng từ năm 2020 đúng không các bạn sau cái sự kiện mà à, thị trường chúng ta sau cái sự kiện Bitcoin Hà Vinh đúng không? Mà thị trường chúng ta bắt đầu bước một bộ tăng trưởng ấy. Các bạn thấy được rằng là à, sau đó thì đã tăng trưởng từ cái mức đó là 386 USD, sau đó thì các bạn thấy là tạo đỉnh vào năm 2021 với cái mức giá lên tới là 5.000 USD các bạn. 5.000 USD. Đó. Nếu tính cái mức tăng trưởng của nó từ cái vùng giá khoảng tầm là hơn 300 đô đúng không các bạn vào năm 2020 và khi đặt đỉnh nó là khoảng tầm là 4 800 hoặc 4 đúng không các bạn gần 5.000 của năm 2021 đấy thì các bạn thấy được rằng là nó tăng trưởng lên tới là 1 và 1300 phần trăm đúng không ạ 1300 phần nếu tính đơn giản ở cái vùng giá thời điểm hiện tại nó chỉ khoảng là 22 20, 225 đô thời điểm hiện tại đúng không ạ đến khi mà tăng trưởng lên vùng giá khoảng tầm là x5 thôi thì các bạn thấy được rằng nó đã lên tới cái vùng giá khoảng tầm 10.000 rồi đúng không các bạn hơn 10.000 rồi đó thì cái tiềm năng tăng trưởng của ETH khoảng tầm 500 phần trăm trong mùa uptrend thì mình nghĩ là có các bạn ạ. không phải là một cái điều gì nó 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 quá là xa đúng không các bạn nếu mà thị trường chúng ta mà có cái sự tăng trưởng tốt đúng không À, về cái sự kiện sắp tới để ETH có tiềm năng tăng trưởng thì các bạn thấy được rằng là chúng ta có một cái sự kiện đó chính là ETH triển khai cái bản nâng cấp đen cool. Đây là một cái bản nâng cấp mình cho rằng là cũng khá là quan trọng và các bạn thấy là trong một cái video à, mình đã nói về cái sự kiện ETH nâng cấp đen cool này khá là rõ rồi và lý do tại sao à, cái bản nâng cấp đen cool này lại quan trọng và tại sao những cái nền tảng layer 2 lại được hưởng lợi khi mà ETH triển khai bản nâng cấp lên khun cool. Các bạn có thể là vào kênh của HTD Research Team này Sau đó các bạn bấm một phần video Sau đó thì các bạn có thể kéo xuống dưới Và các bạn sẽ xem cái video mà mình làm cách đây khoảng là một tháng Nói về cái sự kiện mà ETH nâng cấp đen khun cool. Khi đó thì ETH giá nó đâu đó nó chỉ khoảng tầm là 2.000 đúng không các bạn? 1 9 2 thôi Nhưng mà đến thời điểm hiện tại thì nó vào khoảng tầm là 2 200 Đã có những lúc lên tới khoảng tầm là 2.600 Khi mà có cái sự kiện Bitcoin ETF Spot và thị trường đa định cũng có sự tăng trưởng và ETH cũng có sự tăng trưởng theo đúng không các bạn đó thì khi mà các bạn xem video thì các bạn cũng dành cho mình xin một chút thời gian quý báu của các bạn để các bạn có thể nhấn cho mình xin một nút đăng ký kênh một nút like và hãy nhấn một nút của thông báo để ủng hộ cho team htd suốt các bạn nha và cũng trên kênh htd Search này thì vào mỗi tối thứ sáu hàng tuần team sẽ live stream trực tiếp các bạn sẽ clip trực tiếp để có thể giao lưu cũng như là nói về xu hướng thị trường cũng như là nói về những cái chiến lược đầu tư đó trong cái thị trường crypto này trong khoảng thời gian sắp tới các bạn có thể vào chúng ta có thể giao lưu các bạn nha Ok, à, trở lại cái à, chủ đề video ngày hôm nay thì các bạn thấy được rằng cái sự kiện sắp tới đó chính là cái sự kiện ETH triển khai các bản nâng cấp lên cool. Và trong đó thì các bạn thấy, thấy được rằng là có một cái đề xuất à, cải tiến đó chính là EIP4844 có, có cái tên gọi là Prodense uh, Starting. Đây là một cái đề xuất mà các bạn thấy được rằng là khá là quan trọng. Và các bạn thấy là trong này các bạn thấy ghi là 100.000 giao dịch, các bạn thấy không? 100.000 giao dịch ở trên một giây. Thì để hiểu rõ hơn thì các bạn cũng nên xem video thì các bạn sẽ hiểu được là tại sao lại hướng tới cái mức giao dịch lên tới là 100.000 giao dịch trên một giây đúng không bạn Và các bạn thấy rằng là cũng có um, khá nhiều, khá là nhiều những nền tảng layer 2 sẽ được hưởng lợi và đương nhiên là những nền tảng layer 2 được hưởng lợi thì sau đó thì các bạn sẽ thấy vào hệ của những cái nền tảng layer 2 đó chúng ta sẽ săn những cái hidden game đúng các bạn? Đó, thì các bạn sẽ săn một số những cái nền tảng nếu như mà layer 2 này được hưởng lợi thì À, cái hệ của nó thì những cái nền đảng nào Sẽ được hưởng lợi theo để các bạn có thể là Đón đầu được cái xu thế các bạn nha. à, Về cái sự kiện mà ETH Triển khai cái bản nâng cấp đen cool Thì à, chúng ta có một cái thông tin à, Mình cũng sẽ cập nhật cái thông tin à, Đó cho các bạn để các bạn có thể được, à, biết thêm Đó chính là cái kế hoạch hoàn thành cái mạng thử nghiệm Siporia cũng như là Horeski sắp tới ấy và với cái bản nâng cấp đầu tiên sẽ được tung ra trên Siporia vào ngày 30 tháng 1 các bạn ạ. Đó, các bạn nhớ cái ngày nhé Sẽ được đưa đưa lên trên Siporia đây là một mạng thử nghiệm của EDH các bạn cũng khá là quen thuộc rồi vào ngày 30 tháng 1. Và trước khi chuyển sang cái mạng Horeski vào ngày mùng 7 tháng 12, như vậy là ngày mùng 7 tháng 2 xin lỗi các bạn, ngày mùng 7 tháng 2 sẽ là cái khoảng thời gian mà sẽ đưa lên mảng thử nghiệm Holesky và sau đó nếu như mà thử nghiệm trên Sepolia uh, cũng như là Holesky mà ok đúng không bạn mà thành công thì uh, cái bản nâng cấp đen khun cool này sẽ có mặt trên mạng chính và Ethereum vào tháng 3 như vậy là chúng ta sẽ có một khoảng thời gian đó là tháng 3 sắp tới chúng ta sẽ có cái thông tin về ETH và khi đó thì mình nghĩ rằng là cái sự kiện ETH triển khai bản nâng cấp đen khôn sẽ được nhắc tới rầm rộ. Nhưng mà các bạn thấy được rằng là cái việc mà mua tin đồn và bán tin thật ở trong thị trường crypto này nó diễn ra cũng các bạn thấy được rằng là khá khá là thường xuyên đúng không ạ? Và đặc biệt là trong cái sự kiện Bitcoin ETF spot trong khoảng thời gian vừa rồi thì các bạn thấy được rằng là rất là nhiều những nhà đầu tư mong muốn rằng là sau khi sự kiện Bitcoin ETF spot được diễn ra thì chúng ta sẽ thấy BTC có sự tăng trưởng vượt bậc cũng như thị trường ta có sự tăng trưởng vượt bậc và mình cũng đã nói với các bạn khá là nhiều có thể chúng ta sẽ chứng kiến một hoặc hai cột BTC sẽ có một cái dựng cột và các bạn thấy được rằng là sau khi mà ETH triển khai à, xin lỗi các bạn sau khi mà Bitcoin triển khai à, thông qua cái sự kiện Bitcoin ETF mở ấy, thì các bạn thấy được rằng là BTC cũng dựng cột lên 49.000 nhưng nó lại không dựng tiếp và nó có sự điều chỉnh và cái sự điều chỉnh đó thì cũng được Team HTS nhắc tới khá là nhiều rồi Ok trở lại với ETH đi thì các bạn thấy được rằng là trong khoảng thời gian trước chúng ta đã trải qua hai cái bản nâng cấp của ETH à, Cụ thể thì à, các bạn thấy là vào khoảng thời gian tháng 9 của năm 2022 Thời điểm đó thì chúng ta có cái thông tin ETH triển khai cái bản nâng cấp đó chính là Zermega Ở à, thời điểm đó thì các bạn thấy là à, ETH đã nâng cấp và chuyển từ cái cơ chế Food of Work sang phút lập stake đúng không các bạn nó khá đơn giản thôi thay vì chúng ta khai thác đúng không ạ giống như BTC chúng ta giải mã thuật toán để có thể nhận được ETH thì chúng ta chỉ việc mang ETH chúng ta hoặc chúng ta có thể mua trên sàn chúng ta đem đi stake là chúng ta sẽ nhận được cái phần thưởng nó đơn giản hơn đúng không các bạn đó thì chúng ta thấy được rằng là trước cái sự kiện mà ETH triển khai cái bản nâng cấp Zeromancer thì chúng ta thấy ETH đã tăng trưởng một đoạn cũng khá là không ạ tăng trưởng một đoạn khá là mạnh các bạn thấy được rằng là ở khoảng thời gian như là tháng 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 7 đúng không các bạn ở tháng 7 thì lúc đó ETH nó đâu đó khoảng 1.000 USD thôi và sau đó thì bạn thấy được rằng đã lên tới cái, cái mức đó là 2.000 USD ở vào khoảng thời gian đó là tháng 8 và đến tháng 9 thì các bạn thấy là triển khai cái bản nâng cấp Meger thì sau khi triển khai nâng cấp thì bạn thấy được rằng là ETH đã gì ạ đã có cái chiều hướng điều chỉnh đi xuống như vậy là các bạn thấy được rằng là đã tăng trưởng trước khi mà đã có gì ạ trước khi mà có tin đồn và sau khi có tin thật diễn ra thì nó đã gì ạ bước vào giai đoạn phân phối rồi sau đó thì bạn thấy được rằng là giá liên tục có cái xu hướng giảm mặc dù là khoảng thời gian tháng 10 có một cái đoạn cũng phục hồi nhưng mà sau đó thì các bạn thấy rằng là giảm cổ rất là mạnh tháng 11. Tháng 11 thì các bạn thấy có sự kiện FTX phá sản đúng không ạ, BlockFi vân v Thời điểm đó thì chúng ta có rất là nhiều những thông tin nổi cộng khoảng thời gian đó. Sau đó thì các bạn thấy rằng thị trường chúng ta phục hồi vào đầu năm 2023 và ETH thì cũng có cái sự phục hồi và tăng trưởng theo. À, sau đó thì các bạn thấy được rằng vào khoảng thời gian đó chính là tháng 4 của năm 2023 chúng ta có một cái sự kiện đó chính là ETH triển khai cái bản nâng cấp sang 2. Đây là một cái bản nâng cấp cho phép người dùng có thể là tùy ý rút cái số lượng ETH mà họ stake ra. Đúng không ạ? Sau đó thì các bạn thấy được rằng là tưởng chừng như giá của ETH sẽ giảm mạnh do những người dùng uh, rút ETH ra và bán xả. Đúng không ạ? à, vì họ đã stake một khoảng thời gian dài rồi họ rút ra họ bán xả nhưng không sau đó thì chúng ta liên tục nghe những cái thông tin nó lại eth được nạp lại và được stake quay trở lại còn nhiều hơn đúng không ạ nhiều hơn cái lượng mà được rút ra và các bạn thấy được rằng là đến cái sự kiện đó thì eth cũng đã tăng trưởng một khoảng khá là dài rồi đúng không bạn khá là dài cho đến tháng tư rồi sau đó thì sau khi cái sự kiện sang hai diễn ra thì các bạn thấy được rằng là eth gần như là không có sự tăng trưởng nữa và sau đó các bạn thấy còn thậm chí là còn có sự điều chỉnh đó và các bạn thấy được rằng và nó có cái xu hướng điều chỉnh cho tới tận khoảng thời gian tháng 10 và đến thời điểm hiện tại thì mới có xu hướng tăng trưởng quay trở lại. Sắp tới thì cái sự kiện ETH triển khai cái bản nâng cấp đen Denkun cool như mình đã cập nhật cho các bạn ấy thì có thể là diễn ra vào khoảng tháng 3 của năm 2024 à, và cũng có thể là sẽ bị delay <laughs> sẽ có bị delay. Các bạn thấy được rằng là với cái Buterin cũng như là Ethereum Foundation được ví như là ông hoàng delay đúng không bạn? Các bạn thấy rằng hai bản nâng cấp trước đâu phải họ ấn định là họ sẽ triển khai đúng cái ngày đó đâu Có thể là sẽ gặp một vài những cái vấn đề trục trặc Có thể là trực tiếp đến từ cái bản nâng cấp đúng không các bạn Có thể là khi mà họ triển khai testnet ấy nó vẫn chưa gọi là hoàn hảo cho lắm Hoặc là có thể là chưa hoàn thiện thì họ chưa đưa lên mainnet Đấy là cái điều mà chúng ta cũng dễ hiểu thôi à, Với Ethereum cũng vậy và với Bitcoin cũng vậy Thì mình à, tin tưởng rằng là đến cái thời điểm mà Ethereum triển khai cái bản nâng cấp đen cool ấy ETH mà triển khai bản nâng cấp lên khung thì mình nghĩ rằng đến thời điểm đó thì cái giá nó cũng có một sự tăng trưởng rồi và kết hợp thêm cái sự kiện Bitcoin halving nữa thì sau cái những cái sự kiện đó thì thị trường ta sẽ có một cái cú sell new tức là sẽ có một cái pha điều chỉnh giống như năm 2020 thì theo cá nhân mình thấy thì cũng khá là ok đúng không và mình cũng chuẩn bị cái tâm lý cho cái kịch bản đó và sau đó thì bạn thấy được rằng là sau cái sự kiện nó Bitcoin triển khai cái bản nâng cấp và xin lỗi các bạn Bitcoin triển khai halving ở năm 2020 thì các bạn thấy là thị trường chúng ta cũng đi sideways một đoạn đúng không các bạn? di sideways một đoạn và sau đó thì các bạn thấy là tăng trưởng vù vù và tăng trưởng liên tục đúng không các bạn? Tăng trưởng liên tục nhìn vào chart ETH thôi thì các bạn đã thấy cái sự cái mức tăng trưởng của nó rồi. Đó, thì tăng trưởng liên tục chỉ trong khoảng thời gian ngắn thôi. À, trở lại hiện tại nếu như mà sau cái sự kiện mà ETH triển khai nâng cấp lên cool cũng như là kết hợp với Bitcoin halving thì thị trường chúng ta có sự điều chỉnh và đi sideways một khoảng thời gian thì đấy cũng là một khoảng thời gian tốt để chúng ta có thể là gom thêm hàng các bạn ạ. À, ok, thì à, à, ngoài cái sự kiện mà ETH triển khai cái bản nâng cấp đền khôn ra Thì các bạn thấy được rằng là vẫn còn một sự kiện thực sự lớn đối với lại ETH Đó chính là ETH ETF Spot các bạn ạ à, Thời điểm trước thì chúng ta đã thấy ETH ETF Future đã được thông qua sau Bitcoin ETF uh, Future được thông qua Đúng không các bạn? Thì tới đây khi mà Bitcoin ETF Spot được thông qua Chúng ta cũng hoàn toàn có thể kỳ vọng ETH ETF Future uh, spot sẽ được thông qua ở trong khoảng thời gian sắp tới đương nhiên là trong khoảng thời gian vừa rồi ấy, chúng ta nghe nói cái thông tin đó chính là Blackrock nộp đơn đăng ký EDH là EDF và spot với lại xét nhưng mà đã bị trì hoãn các bạn đã bị trì hoãn tới khoảng thời gian tháng 5 thì đến khoảng thời gian tháng 5 này chúng ta kỳ vọng rằng là EDH sẽ được thông qua nhưng mà mình thấy được rằng là đến thời điểm đó khi mà sau cái sự kiện sau cái bản nâng cấp đen cool diễn ra cũng như là Bitcoin halving Vinh diễn ra rồi thì khoảng thời gian đó cái sự kiện mà ETH được chấp nhận thì cũng khá là khó các bạn ạ. Mình nghĩ rằng là cần để đi ETH cũng như là đi Bitcoin một khoảng thời gian nữa ấy, thì cái sự kiện ETH, uh, ETF Spot này sẽ bị trì hoãn cho tới khoảng thời gian đó là hạn chót đó chính là tháng 8 của năm 2024 thì đấy nó sẽ là hợp lý hơn. Cá nhân mình là view là như vậy. Các bạn thấy được rằng là vào khoảng thời gian khi mà thị trường chúng ta bước vào tăng trưởng của năm 2020 đi. Đó thì các bạn thấy được rằng là nó vào khoảng thời gian tháng 9 tháng 10 cơ. Đó các bạn. Nó chính xác nếu như mà có sự phục hồi sau đó đi sideways thì nó vào khoảng thời gian đó chính là là gì ạ? À, gọi là cuối tháng 7 đầu tháng 8 nhưng mà thực sự tăng trưởng mạnh ấy, thì nó vào khoảng thời gian là tháng 9 tháng 10. Thì đến khoảng thời gian tháng 8 ETH là ETF Spot vào được thông qua thì cá nhân mình thấy ấy đây là một cái điều mà cũng khá là hợp lý đúng không các bạn? Đúng cái thời điểm đó mà thị trường chúng ta tăng trưởng. Thì chúng ta cũng sẽ kỳ vọng là năm 2024 này các bạn thấy ETH là một đồng coi tiềm năng thì chúng ta hoàn toàn có thể là DCA và thị trường luôn cho chúng ta cơ hội để chúng ta có thể DCA. À, có thể là đến khi mà nâng cấp đen cool là nó có thể là tăng trưởng một đoạn sau đó nó điều chỉnh nhưng mà mình nghĩ rằng là điều chỉnh về tới cái vùng giá được 1 sáu nghìn bảy khoảng thời gian đó hay thậm chí là 2.000 ở thời điểm đó thì mình nghĩ rằng là khá là khó đấy các bạn ạ. À, có thể lúc đó ETH nó sẽ là 3.000 hoặc có thể là hơn đúng không ạ? Và chúng ta hoàn toàn có thể kỳ vọng đến cái thời điểm mà thị trường ta bước vào uptrend thì nó sẽ có một sự tăng trưởng khá là mạnh hay là khi mà các bạn vào DeFi Lama đi thì các bạn thấy được rằng là EDH ở thời điểm hiện tại thì cái total block đã lên tới cái mức đó là sấp xỉ 32 tỷ USD. Ở trong khoảng thời gian tháng 10 chúng ta thấy được rằng là cái total block nó đâu đó nó khoảng tầm là có 20 tỷ thôi nhưng đến thời điểm hiện tại các bạn thấy rằng là cũng có một sự tăng trưởng thực sự khá là ấn tượng lên tới cái mức đó là sấp xỉ 32 tỷ USD. Như vậy là hơn 10 tỷ đúng không các bạn? 12 tỷ ở trong khoảng thời gian từ tháng 10 cho tới thời điểm hiện tại. Như vậy chúng ta đã chứng kiến dòng tiền thực sự lớn đổ vào hệ của Ethereum và đây là một cái triển vọng đúng không các bạn và một cái tiềm năng khá là lớn của Ethereum và mình tin rằng là trong tương lai nó sẽ được khẳng định. Và sau cái sự kiện Bitcoin ETF spot thì sẽ là ETH ETF spot được thông qua thì chúng ta sẽ chứng kiến được rằng là dòng nhiều những dòng tiền mới sẽ được đổ vào Ethereum đúng không ạ? Và chúng ta sẽ thấy Ethereum sẽ có sự tăng trưởng. Ok các bạn thì đây là một video à, các bạn xem chỉ mang tính chất tham khảo thôi, không được coi là lời khuyên đầu tư các bạn nhé. Nếu như các bạn thấy video này hữu ích thì đừng quên nhấn đăng ký kênh, nhấn like video và nhấn vào nút của trong thông báo để ủng hộ cho team HTTPS cũng như là ủng hộ cho mình tiến các bạn nha. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại các bạn vào những video tiếp theo. Xin chào.